anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Vậy là hôm nay cũng đã là ngày 8 tháng 1 của năm 2024 rồi. Thì em lại cập nhật những cái chính sách giá bán được cởi mở hơn của cái dòng xe Mazda CX-5 ở cái thời điểm này và cũng cận cái Tết Nguyên Đán của chúng ta rồi. Thì cái chính sách thời điểm này sau khi hết cái chương trình giảm thuế trước bạ thì nó thực sự là rất là choáng ngợp cho anh em lấy xe thời điểm này, khi mà so sánh với cái thời điểm giảm thuế, đúng không ạ? Nhưng ở thời điểm này thì chính sách ưu đãi của hãng cũng như là của đại lý bên em đang kích cầu tiêu dùng và giảm rất sâu về tiền mặt anh em nhé, với rất nhiều phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 2.0 Exclusive này, 2.0 Sport, 2.0 Premium, 2.0 Luxury và 2.0 Deluxe anh em ạ. Với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường, nhưng mà cái dòng xe Mazda CX-5 này vẫn là một trong những cái dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc, đúng không ạ? Cụ thể chi tiết về lăn bánh như thế nào và khuyến mại ra sao thì anh em vui lòng xem xuyên suốt video để nắm được từng phiên bản nó có cái mức ưu đãi cũng như là cái mức lăn bánh anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với em cái phiên bản Mazda CX-5 2.0 Deluxe. Bản này thì đang có mức giá là 759 triệu. Hiện tại thì bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cực kỳ sâu. Còn mức sâu như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé. Và em sẽ tính cái tổng lăn bánh sơ bộ để anh em có thể là hình dung được cái con số cần chuẩn bị để cho tránh bị vi phạm chính sách về marketing của hãng anh em ạ. Khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 847 triệu. Trả góp thì đang là 223 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 833 triệu. Trả góp thì đang là 208 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 819 triệu. Trả góp thì đang là 190 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Đó, đây là cái phiên bản 2.0 Deluxe. Và thời điểm này anh em nào mà gọi điện sớm, chốt sớm giúp em thì cái chính sách giá bán vẫn còn linh động khi anh em gọi điện cho em anh em nhé. Và anh em phải cảm thấy phù hợp với tổng lăn bánh trên thì anh em hãy gọi anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản 2.0 Luxury. Bản này đang có mức giá là 799 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em đang kích cầu tiêu dùng đẩy hàng ngay tại cái thời điểm đầu tháng 1 của năm 2024, khi mà cái chương trình giảm thuế trước bạ kết thúc. Thay vì giảm thuế thì bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt anh em nhé. Đó, và em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh em hình dung con số cần chuẩn bị. Khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 892 triệu, trả góp thì đang là 234 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 878 triệu, trả góp thì đang là 218 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 863 triệu, trả góp thì đang là 201 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.0 Luxury. Và thời điểm này anh em quyết đoán đặt cọc sớm thì chính sách cực kỳ tốt anh em nhé. Đó, càng để sát cái ngày cận Tết Nguyên Đán thì cái chính sách nó sẽ bị co lại. Anh em lưu ý cho em phần này, vì em đang chia sẻ để em bán chứ không phải là em câu view anh em nhé. Đó, ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản 2.0 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 839 triệu. Cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ cực kỳ sâu về tiền mặt. Thay vì hết giảm thuế thì bên em đang đẩy hàng luôn tại cái thời điểm này anh em ạ. Anh em phải thực sự thiện chí gọi điện cho em thì em mới chia sẻ chi tiết về bản tính lăn bánh được anh em nhé. Và em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh sơ bộ để anh em có thể là hình dung được con số cần chuẩn bị. Khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 937 triệu, trả góp thì đang là 245 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 922 triệu, trả góp thì đang là 228 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 907 triệu,
trả góp thì đang là 210 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.0 Premium có gói tùy chọn Active anh em ạ. Đó, anh em phải cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ nhé, thì anh em hãy gọi, vì em là người trực tiếp đứng bán, không câu view cũng như là không có lôi kéo khách hàng ở thời điểm này, vì cái thời điểm cận là cái Tết Nguyên Đán rồi, nên là cái thời điểm này anh em phải quyết đoán vào cọc sớm giúp em anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Mazda CX-5 2.0 Premium có gói tùy chọn Sport. Bản này thì đang có mức giá là 859 triệu. Cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang kích cầu cực kỳ là mạnh, cực kỳ là tốt ở cái thời điểm ngày 8 tháng 1 của năm 2024 em đang cập nhật và chia sẻ tới anh em. Khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 959 triệu, trả góp thì đang là 250 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 943 triệu, trả góp thì đang là 233 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 929 triệu, trả góp thì đang là 215 triệu. Đó, đây là cái phiên bản Sport. Và bản cuối cùng em muốn chia sẻ với anh em, đó là cái bản 2.0 Premium có gói tùy chọn Exclusive. Bản này thì đang có mức giá là 879 triệu. Cái chính sách ưu đãi thì thực sự phải nhấn mạnh thêm một lần nữa là bên em đang đẩy hàng. Thực sự thời điểm này chỉ có những anh em quyết đoán mới có cái mức giá tốt ở thời điểm này thôi anh em ạ. Và em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để cho anh em cân đối và chuẩn bị. Khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 982 triệu, trả góp thì đang là 256 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 965 triệu, trả góp thì đang là 239 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 951 triệu, trả góp thì đang là 220 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất, tốt nhất ở cái thời điểm ngày 8 tháng 1 của năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ, cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất ở thời điểm này anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây, cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. We start